Chào bạn, bạn đang lắng nghe trên kênh của Hải Hà. Cây cam ngọt của tôi và bài học đắt giá về sự thấu cảm. Cây cam ngọt của tôi là một câu chuyện vô giá về tình yêu thương. Ta sẽ hiểu sự thấu cảm có thể tác động thế nào đến một con người để biết sống quan tâm, cảm thông hơn với mọi người, nhất là những người thân yêu. Hãy để trẻ con được lớn lên bằng tình yêu thương. Và cây cam ngọt của tôi sẽ cho chúng ta một vé quay trở về với tuổi thơ, để nhớ lại những ký ức vui hay buồn của mình thời thơ bé, để thấu hiểu và thấu hiểu cho những đứa trẻ con luôn khao khát yêu thương và được yêu thương, để không làm tổn thương những trái tim non nớt. Đây là một cuốn sách mà tất cả chúng ta, dù là trẻ con hay người lớn, mình nghĩ đều nên đọc. Một câu nói rất hay trong sách như thế này: mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này. Ai đã ở trên đời thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế. Người ta từng bảo hành vi của con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Thế nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác trong cây cam ngọt của tôi. Đây là một cuốn sách về thiếu nhi, nhưng ít nhiều khiến người lớn phải suy ngẫm về sự giáo dục, sự tử tế và hơn hết là tình yêu thương. Là một câu nói rất hay nữa trong sách thế này: người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con thì chưa từng làm người lớn. Hơn ai hết, chúng khao khát được yêu thương, được thấu hiểu và được vỗ về. Đói khổ hằn học lên con người, nhưng tình yêu vẫn luôn ươm mầm trong hình hài một đứa trẻ. Cây cam ngọt của tôi sẽ mang đến cho bạn đọc cái nhìn sâu sắc về giá trị của sự thương cảm. Hơn hết, cậu bé trong câu chuyện sẽ vỗ về bạn bằng những thanh âm của tình yêu và sự tử tế. Từ đó, độc giả sẽ nhận ra rằng chỉ chiết và bạo lực không thể chiến thắng được tình yêu. Tác giả bằng một lối viết nhẹ nhàng, câu chữ của ông ngọt liệm như những vần thơ, từ ngữ và hình ảnh được đưa vào trang viết vừa hiện thực vừa bay bổng. Những rung cảm tử tế của ông, của những đứa trẻ được ông chắt lọc tài tình, nắm bắt tâm lý nhân vật sắc sảo nhạy bén, những dồn nén trong xúc cảm và bi kịch của một đứa trẻ được ông lồng ghép chỉnh chu. Qua đó, khát vọng về tình yêu và sự tử tế hiện lên vô cùng chân thực, lèn lỏi thấu tâm can của người đọc. Câu chuyện được hiện lên qua lời kể ngây ngô của Dê Dê. Cậu bé 5 tuổi sống trong một gia đình thống khổ, nhà đông con. Gia đình cậu giờ đây chẳng còn một đứa trẻ nào cả. Tất cả đều đã khôn lớn và rầu rĩ, đang nhấp nháp chung một nỗi buồn vụn vỡ. Thế nhưng giấc mơ trở thành một nhà thơ trên cổ đeo nơ bướm không ngừng lớn lên trong cậu. Dê Dê đã tự vỗ về tâm hồn của mình bằng tình thương dành cho đứa em trai và cũng bằng chính trí tưởng tượng về người bạn là cây cam ngọt của mình. Cây cam ngọt đó xuất hiện như cứu rỗi cuộc sống khô cằn của một đứa trẻ bị bỏ quên. Hàng ngày người ta thấy hình ảnh một cậu bé 5 tuổi ngồi đọc sách dưới bóng cây cam ngọt, thủ thỉ về những câu chuyện của riêng mình. Cây cam ngọt nghe được lời cậu nói, trở thành một người bạn trung thành của cậu. Cái nghèo được khắc họa chân thực đến đau lòng, nó ăn mòn đi từng thớ thịt của những đứa trẻ bị lãng quên. Thế nhưng sự sống vẫn vươn lên từ mảnh đất cằn cỗi, dù vụn về và dù cô đơn, nhưng tình yêu của Dê Dê dành cho mọi người vẫn luôn ấm áp và dịu dàng. Gia đình Dê Dê là ngôi nhà duy nhất không thể đón Giáng sinh. Sự tủi thân và buồn khổ hiện rõ trong tâm trí cậu đã vô tình buông ra những lời lẽ làm tổn thương cha mình. Cậu đã ước giá như mình được sinh ra ở một gia đình khác, khá giả hơn. Đôi khi thiên thần và ác quỷ luôn cùng tồn tại trong hình hài của một đứa trẻ. Trong cái xã hội mà sự khốn khổ bao trùm đến ngột thở, chẳng còn ai có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu thương một đứa trẻ.
Dè Dè bị lãng quên sau những trận đòn roi. Người cha thất nghiệp đổ những hàng học khổ đau lên đứa con 5 tuổi. Những trận đòn rướm máu, những nỗi đau của sự bất lực và vô dụng của cái nghèo và cái khổ. Đứa trẻ nhạy cảm khao khát được yêu thương giờ đây bị sự thống khổ từ chối. Nó cướp đi một người cha vui vẻ, yêu chiều, để lại cho cậu một người đàn ông xa lạ, độc ác và một rửa với đói nghèo. Tôi đã đổi những cuốn phim. Từ giờ trở đi tôi chỉ muốn xem phim tình cảm với thật nhiều nụ hôn và những cái ôm. Trong đó mọi người đều yêu quý nhau. Vì tôi chẳng được tích sự gì, sinh ra chỉ để bị đánh đập thôi, nên ít nhất tôi có thể xem những người khác yêu quý nhau. Tôi thật sự xúc động trước suy nghĩ non nớt của Dê Dê. Một đứa trẻ còn quá nhỏ để phải hứng chịu những uất ức đến đau lòng. Bi kịch đang xen giữa khát vọng, dù những vết thương đã rướm máu. Nhưng cái hay của tác giả là không để cho đứa trẻ đáng thương bị chôn vùi trong mớ khổ đau đó. Đứa trẻ vẫn khao khát tình yêu, đó chính là mấu chốt, là thông điệp nhân văn mà tác giả muốn truyền tải. Khác với những sự thật trần trụi rằng khi một đứa trẻ lớn lên bằng bạo lực và bởi bạo lực, chúng sẽ có khuynh hướng bạo lực từ nhận thức đến hành vi, thì Dê Dê lại chọn không thỏa hiệp. Cậu khát vọng tình yêu, khát vọng những cái ôm và khát vọng những nụ hôn mềm mại. Thế nên, đứa trẻ mà tác giả mang đến đã phá vỡ mọi quy tắc về tình yêu thương. Hành trình lớn lên của một đứa trẻ cần phải trải qua những mất mát. Tác giả đã buộc nhân vật của mình phải mạnh mẽ, phải biết gói ghép nỗi đau thành sức mạnh để bình tâm mà bước tiếp. Ký ức tuổi thơ có đẹp đến cỡ nào cũng phải dũng cảm nói lời tạm biệt. Đó là sự bất công của cuộc sống, cũng là cái giá của trưởng thành. Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn. Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con thì chưa từng làm người lớn. Cây cam ngọt chính là hình ảnh ẩn dụ chân thật nhất cho nội tâm của Dê Dê. Trẻ con cũng có cảm xúc, cũng có những lắng lo đời thường. Vậy nên cuốn sách là một lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của giáo dục và sự sẻ chia. Hơn ai hết, trẻ con khao khát được yêu thương, được thấu hiểu và được vỗ về. Đừng vì bất kỳ lý do gì mà xa lánh chúng, hành hạ chúng, dù là thể xác hay tinh thần. Hy vọng rằng trái tim của chúng ta đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ mà chúng ta yêu thương. Hy vọng quyển sách này sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm ngọt ngào, đắt giá và đầy ý nghĩa. Hải Hà mến chào bạn, thân ái và hẹn gặp lại.